Hello mọi người nhé, hôm nay Vân Anh sẽ làm sao hướng dẫn mọi người dùng sản phẩm Atanin bên Vân Anh nha. Thì chỉ cần hai bước đơn giản thôi cả nhà mình ạ. Đó, khi chúng ta ấy thì chúng ta thoa theo tinh chất để làm sao ạ? Để làm sạch sâu, sạch hết bụi bẩn cho chúng ta và hết như kiểu là tế bào chết này, rồi nó làm có công dụng ở nuôi dưỡng làn da của chúng ta từ gốc luôn đấy cả nhà mình ạ. Và khi mà chúng ta thoa kem ban ngày á, thì nó sẽ bảo vệ làn da của chúng ta khỏi ánh nắng mặt trời, khỏi tia UV và nuôi dưỡng làn da của chúng ta từ gốc nha. Khi mà các chị em mình vuốt chai tinh chất này á, vuốt sao ạ? Các chị em mình vuốt từ trên này, vuốt lên này, đó, vuốt lên để làm sao ạ? Vừa là chúng ta vừa thoa, nghĩa là làm sạch sâu làn da của chúng ta, rồi chúng ta cũng làm sao ạ? Như kiểu massage gương mặt của chúng ta cả nhà mình. Đơn giản lắm cả nhà mình ạ. Đó, đó là xong công đoạn của chai tinh chất của em đấy nha. Và tới ban ngày á, thì chúng ta sẽ là thoa kem ban ngày. Đây, chúng ta lấy lượng vừa đủ và làm sao ạ? Chấm đều lên khuôn mặt của chúng ta. Chấm đều nha. Đây, chấm đều lên. Chấm đều. Sau đó làm sao ạ? Chúng ta thoa cả cổ của chúng mình nha. Luôn luôn là phải cả cổ này nha. Để làm sao ạ? Để mặt và cổ của chúng ta được đồng đều hơn ấy cả nhà mình. Đây này, các chị em mình nha, vỗ nhẹ. Đó. Vỗ nhẹ để làm sao ạ? Thứ nhất là bảo vệ là massage là khuôn mặt của chúng ta và kem nó cũng dễ thẩm thấu hơn, nó không, khi mà chúng ta vỗ này này, kem nó sẽ không bị bít vào lỗ chân lông của chúng ta. Đó. Đấy, các chị em mình, thấy không ạ? Đó, vỗ nhẹ là nó đã thẩm thấu rồi. Ok không ạ? Đó. Đấy, các chị em mình vỗ nhẹ thôi là nó đã thẩm thấu vào da của mình rồi đó. Như Vân Anh nghĩ thì là chúng ta nên vỗ vậy là để làm sao để massage mặt của chúng ta luôn. Không những chúng ta thoa kem mà chúng ta còn massage mặt của chúng mình nữa. Nó cực kỳ là tốt nha các chị em nhà mình. Nó sẽ lưu thông máu của trên khuôn mặt của mình á. Chỉ cần vậy thôi đó. Vỗ nhẹ nó đã thẩm thấu rồi đấy không cả nhà mình. Thật sự nó chỉ cần hai bước đơn giản cực kỳ luôn cả nhà mình ạ. Không quá cầu kỳ nha, không quá là mất thời gian của chúng ta. Vỗ nhẹ thôi. Vỗ nhẹ là đã là làm sao? Massage mặt, vừa thoa kem dưỡng da vừa massage mặt. Cổ của chúng ta cũng vậy, nó vỗ nhẹ nè. Vỗ nhẹ đó, nó đã thẩm thấu rồi đúng không ạ? Đó, rồi chúng ta thoa một chút. Vậy thôi, đó là xong công đoạn của chúng ta làm sao ạ? Chăm sóc làn da của chúng ta khi mà ban ngày. Chỉ cần chai tinh chất lâu năm và làm sao ạ? Và kem ban ngày. Vậy là ok một buổi sáng của chúng ta và làm sao? Đã như vậy là đã bảo vệ làn da của chúng ta nguyên một ngày luôn rồi nhé các tình yêu của em. Đơn giản không ạ? Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Bảo vệ làn da, nuôi dưỡng làn da của chúng ta từ gốc, làm trắng sáng da mỗi ngày luôn. Đây, em quay gần cho cả nhà mình coi. Đó, tuyệt vời không ạ? Hello tất cả mọi người, hôm nay Vân Anh làm video để hướng dẫn các chị em nhà mình dùng sản phẩm Atanin bên Vân Anh nha. Và Vân Anh sẽ hướng dẫn là sử dụng kem ngày và kem đêm. Và cái này thì là sẽ là kem ngày của Vân, kem đêm của Vân Anh. Xịt lượng vừa đủ và chúng ta lau, lau thoa. Đó, các chị em mình lau, lau đi cho em. Lau để làm sao? Để làm sạch sâu da. Để làm sao? Để đẩy hết bụi bẩn ở chúng ta. Đẩy cái lớp gọi là bụi bẩn này, làm sâu, sạch sâu làn da của chúng ta này. Rất là hiệu quả luôn. Sau một ngày làm việc, hoặc là các chị em mình đi ngoài đường, hoặc các chị em mình nghĩa là chúng ta đi được ngoài đường là bụi bẩn rất lắm. Giống Vân Anh cũng vậy, hôm nào Vân Anh không dùng là khó chịu lắm. Đó, nó sẽ giúp chúng ta làm sạch sâu, thu nhỏ lỗ chân lông của chúng ta cực kỳ hiệu quả. Không những vậy, nó còn nuôi dưỡng làn da của chúng ta từ gốc luôn nhé cả nhà mình. Khi các chị em mình vuốt cái chai tinh chất thì luôn luôn là như Vân Anh á, thì luôn luôn Vân Anh sẽ vuốt lên.
Bởi vì sao? Để khỏi bị chảy 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 xệ khuôn mặt của mình á. Đây. Đó, vuốt lên. Luôn luôn là vuốt lên nhé các chị em nhà mình. Đó. Và cổ. Các chị em mình luôn luôn nhớ cả cổ nhé, bởi vì là cái cổ của chúng ta rất là quan trọng. Khi mà cái mặt của chúng ta sáng rồi á thì chúng ta nên chăm sóc cả cổ của chúng ta nữa, để cho mặt và cổ nó được đồng đều hơn, ok hơn. Đó. Rất là đơn giản thôi cả nhà mình. Vậy đó là xong cái chai tinh chất của Vân Anh. Và tới kem đêm thì Vân Anh dùng kem đêm thôi. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Ngày thì dùng kem ngày, đêm thì dùng kem đêm. Chúng ta cũng lấy lượng vừa đủ. Để làm sao? Bôi lên. Chấm đều mặt. Lấy lượng vừa đủ. Bôi, chấm. Thì cũng giống kem ăn ngày thôi. Vân Anh sẽ làm sao ạ? Sẽ hơi vỗ nhẹ để cho kem thẩm thấu hơn. Luôn luôn là Vân Anh sẽ dùng cả cổ, bởi vì là cái cổ và cái mặt nó rất là quan trọng với nhau. Nó luôn luôn này, vỗ nhẹ nhá cả nhà mình. Cái ban đêm thì nó sẽ là luôn luôn là như kiểu là dưỡng ẩm cho làn da của chúng ta. Khi mà các chị em mình dùng nhá, thì sáng dậy chúng ta cảm nhận cái mặt của chúng ta, da của chúng ta rất là mềm luôn ấy cả nhà mình. Đó, Vân Anh vỗ này. Để làm sao kem thẩm thấu hơn. Để làm sao kem nó bôi tại đâu cảm thấy da mình mềm mượt tại đó luôn ấy cả nhà mình ạ. Mùi hương thì rất dễ chịu của mùi sâm nha, rất là tuyệt vời luôn. Đây, Vân Anh quay gần cho cả nhà coi làn da của Vân Anh. Cổ mình cũng vỗ nhẹ vậy. Cổ thì các chị em mình vuốt lên. Đó, vuốt lên để cho da cổ của mình nó khỏi bị chảy xệ. Vuốt lên. Đó, ok rồi đúng không ạ? Vậy thôi là xong công đoạn làm đẹp buổi tối của Vân Anh rồi đó. Rất là đơn giản và nhanh, không mất nhiều thời gian của chúng ta. Nhưng mà làm sao làn da của chúng ta vẫn được hiệu quả, vẫn đẹp và vẫn có cho chúng ta một làn da căng mịn. Và nó nuôi dưỡng làn da của chúng ta từ gốc. Mà các chị em nào á, mà dùng sản phẩm bên Vân Anh á, thì mà khi các chị em mình dùng xong buổi tối mà sáng dậy, các chị em mình sẽ cảm nhận được là làn da của chúng ta rất mềm và đẹp luôn. Đó, mềm mịn, cảm thấy sờ da đã lắm.